Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Đánh Giá Xe. Mình là Minh, Lê Thanh Minh. Thì trong 8 năm làm trong nghề xe thì mình đã hỗ trợ được hàng trăm khách hàng có thể lựa chọn cho mình những dòng xe tải là ưng ý nhất với chất lượng và giá cả hợp lý nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chính là dòng xe Jack 6 tấn 6 anh chị nhé, thùng bạc là N650 Plus. Thì sau lưng mình đây là mình chuẩn bị giao hai xe về khu vực An Giang anh chị. Đây, hai chiếc xe bấm số cùng nhau. Hai anh đã cùng lên để đầu tư một chiếc xe với giá hợp lý chỉ trên 600 triệu và chúng ta có thùng dài từ 6m2. Và sau đây mình xin giới thiệu sơ qua về hai chiếc xe này để các anh chị cùng nhau biết nhé. Và chúng ta tại sao hai anh lại lựa chọn dòng xe này và không lựa chọn dòng xe Hyundai hay là xe Isuzu gì đó. Thì sau đây thì các anh chị có thể thấy là đây là một trong những dòng xe mà có thiết kế đầu vuông. Thì thiết kế đầu vuông này được phổ biến trong những năm gần đây. Ưu thị điểm của nó là sẽ có cabin rộng hơn. Và đặc biệt cái dòng 6 tấn này gần như là những dòng xe duy nhất mà chúng ta sẽ có là cabin đôi anh chị. Ở trong xe có cabin đôi nữa. Thì không gian rất là rộng rãi. Và được thiết kế là hệ thống gương là gương tầng. Gương tầng hai gương, một gương nhìn phía sau và một gương nhìn về bánh xe ở đây. Ở trước thì có gương cầu lồi để chúng ta có thể quan sát phía trước rõ ràng hơn. Bên cạnh đó thì sẽ có một cái đèn hình trụ như vậy anh chị. Đèn hình chữ nhật như vậy, tích hợp đèn xi nhan, đèn pha halogen và đèn sương mù ở phía dưới. Đèn màu trắng nhưng mà đèn sương mù thì dĩ nhiên nó sẽ khi bật lên chúng ta sẽ có màu vàng nhé. Và cản sẽ là cản bằng nhựa mềm đó. Ở đây chúng ta có N650 này mà màu vàng, chữ giá logo màu vàng. Và tất cả những xe này linh kiện nhập hết nha anh chị. Và cabin này được lắp ghép là bằng 6 mảnh, tức là nhập nguyên cabin này về. Và sẽ có một cái máy nha anh chị, thực tế cho nhà máy mình đã trải nghiệm rồi, sẽ có cái máy nó ép cái những cái mặt cabin này vô và thành hình luôn, không phải là hàn xì gì nữa đó. Thì bên cạnh thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua để quan sát ở đây chiếc xe của khách hàng chuẩn bị giao ngày hôm nay. Thì trọng tâm có lẽ là mình sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái nội thất cabin, tại vì mình rất là vui vì khách hàng đã lựa chọn là chúng ta sẽ được trang bị cái bên trong này. Khách hàng đã bọc da anh chị ạ, anh chị đã bọc da hết màu đỏ đen cực kỳ là chất nha anh chị nhá, màu đỏ đen này, trần cũng bọc da luôn đó, tất cả bộ này rồi. Vô lăng cũng bọc da, bọc da màu đen tông sệt tông anh chị. Ở trên này cũng bọc một tấm da theo chỉ đỏ như vậy luôn, cực kỳ đẹp anh chị. Thì mình xin giới thiệu về cabin xe này. Như mình đã nói, cái điểm nổi bật nhất của cabin xe này, dòng 6 tấn như này trên thị trường ấy, nó sẽ là có cabin mà cabin đôi, đằng sau sẽ có một giường nằm và trang bị sẵn cho mình một cái đệm luôn. Và với bề rộng nó khoảng tầm 60cm thì chúng ta thoải mái nhé. Mình đã từng trải nghiệm đi chiếc xe này từ đây ra Quảng Ngãi, từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi, và thực sự là rất là thoải mái anh chị, tại vì cabin rất rộng. Mình 1m65 và cao còn 20 phân nữa. Rồi chúng ta sẽ có kính chỉnh điện này, vô lăng thì 4 chấu. Và đặc biệt trên vô lăng này thì chúng ta sẽ tích hợp lên các tính năng mình đã giới thiệu anh chị rất nhiều lần, đó là chúng ta sẽ có là hệ thống vô lăng 4 chấu và sẽ có nút điều chỉnh âm lượng này, lên xuống điều chỉnh kênh, có cruise control anh chị đó. Khi chạy trên 40km chúng ta kích hoạt tính năng này thì nó sẽ chạy đều cho anh chị. Rồi chúng ta trên này chúng ta sẽ có là đồ hơi này, tầm trên 4kg là chạy ok anh chị á, lưu ý nhé. Rồi vận tốc, rồi km hành trình, rồi chúng ta sẽ có là đồng hồ báo nhiệt độ máy, gói dầu anh chị. Điều hòa thì không phải bàn luôn, cam kết bạn xe chắc thì điều hòa cực kỳ mát. Rồi hệ thống radio anh chị nhé, hướng gió các thứ đầy đủ. Đây chúng ta bật nóng lạnh ở đây, một thuốc lá để xi nhan để ưu tiên. Và xe mới thì sẽ được trang bị cho chúng ta những cái này, dây jack cắm UB này, dây cắt cắm tai nghe này. Rồi cái bộ này là sách hướng dẫn của xe, của cái động cơ Cummi này. Có cái sổ hay cái gì đấy, cứ khui khui thử ơi, sổ hay là sách hướng dẫn thì đẹp đấy. Đây anh khách hàng đang quay xe tí anh ơi. Ở đây rồi, xuống đây cho quay lên YouTube. Rồi ok anh, từ từ đợi em xíu. Cái này cái gì đấy, sổ đẹp đấy. Cái gì? À cái sách hướng dẫn của cái động cơ á. Động cơ. Nói chung là tiếng nước ngoài rồi. Rồi bọc này. Rồi đây. Chúng ta trang bị là động cơ 6 số nhá. 6 số tiến là 1 số lùi.
Rồi sau đây thì mình sẽ đến phần nói chung là quan trọng nhất khi chúng ta mua xe và lý do tại sao là hai anh khách hàng lại mua xe Jack. Thì cái dòng xe Jack này có ưu điểm là về cái thùng xe anh chị nhé. Đây ở đây chúng ta sẽ có cái thùng xe là dài từ 6m2, rộng là 2m và cao là 2m1 anh chị nhé, rộng 21 cao 21. Thì đây là một trong những cái lý do mà khách hàng chọn xe Jack, tại vì chúng ta có cái thùng dài so với dòng Hyundai chỉ 5m8 chẳng hạn, thì chở sắt thép thì rất là khó anh chị. Nên là chắc chắn là sẽ phải lựa chọn dòng này. Và thùng xe này cũng hơi đặc biệt một chút, đó là anh đã đóng là sàn là sàn inox giật sóng để cho nó có cái độ cứng chắc hơn này. Có những cái ốp inox ở bên hông như vậy. Cái dè này nhìn nó cũng khác hẳn nhé chị nhá. Dè này dè 1 ly này, tại vì để cho nó cứng chắc hơn đó. Sàn giật sóng rồi. Và bên ngoài là inox 430, inox M430 anh chị. Ở phía sau này thì khách hàng cũng sẽ làm thêm một cái cây nó sẽ đẩy lên thì đẩy và hàn như vậy để chở hàng dễ hơn. Và ở đây chúng ta sẽ có bốn cái đèn này thường xe nguyên bản thì không có, nhưng mà anh đã mua thêm để lắp vào, kiểu như cái thùng xe Hino cái thứ thì người ta hay làm như vậy, đóng thùng đông lạnh này. Và là cản này, cản zin nhà máy nhé anh chị nhé, cản zin nhập khẩu theo xe này, hộp thép hộp rất là lớn đó. Đèn xe đây. Và xe này thì sẽ được trang bị là lốp là 825/16 anh chị, là lốp là 825/16. Bình dầu nhôm 200 lít anh chị, xe trang bị bình dầu nhôm 200 lít. Xe đang nổ máy luôn. Đây, động cơ dưới này, động cơ Cummin nhé, động cơ Cummin thì 3.9 lít trên xe. Lấy gì anh? Dây cơ là bát vô chưa kim. Cái dây không có mét hả? Anh chị lưu ý nhá, nhiều khi mình giao xe thì cái dây không có mét khi nào giao cho khách hàng thì chúng ta bắt đầu là gắn vô nhá. Ở đây để mình mở cái động cơ lên cho anh chị xem, để kiểm tra cho cái xe có cái gì không đã. Thôi cứ chú nha anh chị. Có cái ngàm rồi phải. Không được luôn. Đúng quá anh chị ơi. Để mở cái xe bên này đi. Ây da. Wow. Đụng đầu một cái gương. Đó anh chị này, đây chuẩn bị giao hai cái xe nha, hai cái cài lên. Năm anh chị lên luôn. Năm anh chị lên luôn. Đây anh khách là gắn cái công tơ mét vô. Cái xe bên kia gắn rồi anh. Gắn rồi, con này chắc chưa gắn, có giác á. Ghi mua cái được. Tại vì xe nhà máy xuất xưởng ra nó không gắn đâu. Dạ. Đây khách hàng, nhà anh có một chiếc xe phải không nhỉ? Dạ anh có chiếc xe là phải không? Có chiếc chắc 3 tấn. 3 tấn, 2 tấn 9 nữa là 2 mũi. Hôm bữa bảo sao mà lại chọn dòng xe này ta? Tại mình thấy chiếc xe này thì dạng động cơ. Động cơ là kia nó lớn, máy lớn, rỉ hoặc là đồ đạc nó lớn. Mình chọn này đó. Cho Hyundai thì hơi ngắn. Hyundai nó hơi yếu. Máy cái này mẫu mã mới nữa, rồi mình về là ok rồi. Đánh xe. Khách hàng lên để kiểm tra. Khách hàng đây là lên kiểm tra xe từ sáng giờ luôn. Ok chưa anh? Vâng. Ở đây. Hả? Ở bên đúng không? Đứng đây anh em mình đứng quay phim cái. Kỷ niệm là thân xe. Rồi. Để chắc chụp hình nhé nhỉ. Quên chụp hình nhé Nguyên.